Mở terminal lên, gõ vào lệnh cd khoảng trắng dấu ngã. Lệnh này sẽ giúp bạn truy cập vào thư mục gốc của máy. Tạo project bằng lệnh export init và tên của project, ví dụ là export 001 chẳng hạn. Export sẽ yêu cầu bạn chọn loại project có hai nhóm, gồm nhóm manage workflow có sự quản lý của export dễ làm nhưng có một số hạn chế. Ví dụ, tại thời điểm này, nếu làm project với manage workflow, bạn sẽ không thể viết ứng dụng có kết nối với thiết bị khác qua Bluetooth được. Còn nhóm B workflow có thuần không sự quản lý của Expo nhưng cho bạn sự tự do phát triển bất kỳ loại app nào mà bạn muốn. Ở đây mình sẽ chọn nhóm Manage Workflows để dễ làm lúc khởi đầu. Về sau, nếu lỡ đụng đến giới hạn của Manage Workflow, mình sẽ convert bộ thuật từ Manage Workflow sang B Workflow và sau đó có thể có thuần giống như B Workflow bình thường. Cũng với mục đích để dễ làm lúc đầu, mình sẽ chọn Tabs có hỗ trợ TypeScript và đã có sẵn source code mẫu. Chờ một lát để Expo khởi tạo project, bạn sẽ nhận được thông báo Your project is ready ngay sau khi project đã được khởi tạo thành công. Kèm theo đó, bạn cũng sẽ nhận được hướng dẫn cách để chạy project vừa khởi tạo. Thực tế, chỉ có hai lệnh là cd di chuyển vào thư mục chứa project và lệnh npm start hoặc yum start mà thôi. Tiến hành gõ lần lượt từng lệnh vào, project sẽ được chạy. Trình duyệt web sẽ tự động được mở lên và truy cập sẵn vào localhost. Bây giờ bạn đã có thể chạy app mà mình vừa khởi tạo. Cách đơn giản nhất là hãy cài đặt ứng dụng Expo vào smartphone và quét mã QR code để chạy app. Lưu ý, đối với iOS, bạn phải dùng ứng dụng camera mặc định ở chế độ chụp ảnh photo quét mã QR code. Sau đó, bấm mở ứng dụng Expo lên từ thông báo của ứng dụng camera. Còn đối với Android, bạn mở thẳng ứng dụng Expo lên và quét mã QR code là được.